kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Má có chuyện này muốn nói với con. Luật sư Khâu nói với má, trong số di vật của ba con không tìm thấy cây viết ghi âm. Cây viết có thể ghi âm là những chính sách của công ty, hoặc là một số việc rất quan trọng ở trong đó. Con mau chóng tìm lại nó đi. Xếp lật, xếp lật. Đủ người như vậy? Đủ rồi. Đi thôi. Mục tiêu của hôm nay chính là tìm ra cây viết ghi âm mà người chết luôn mang theo bên mình. Chúng ta chia thành ba đội, tất cả mọi ngóc ngách, khu vực trong ngoài trên dưới của nhà này đều phải tìm cho rõ ràng. Đã hiểu rõ chưa? Yes sir. Trước đó tưởng Trí Hiền bị bệnh, cảm thấy trí nhớ bản thân không tốt, cho nên ổng luôn mang theo cây viết ghi âm bên mình. Nếu hôm xảy ra vụ án, ổng có mang theo trên người, rất có khả năng đã ghi âm lại quá trình ông ta bị giết chết. Cô chắc chưa? Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Phía cảnh sát bên anh cũng vậy mà. Cô có thể trực tiếp tới tìm sếp Lạc. Tôi chỉ tin anh thôi. Đi tới bước đường này rồi, tôi không muốn có bất kỳ sai sót. Anh đã từng nói cho dù ai phạm pháp cũng sẽ bắt. Tôi mong rằng anh nói được làm được. Sếp Lạc, không có phát hiện. Cảnh sát về vụ án nhà tài phiệt Tưởng Triết Hiền bị giết đã phong tỏa biệt thự, tiến hành hành động rà soát theo hình thức rải thảm trong kỳ hạn liên tiếp 3 ngày. Tạm thời vẫn chưa công bố bất kỳ tin tức nào. Ok, anh theo dõi giùm nha. Được. Sao rồi Kim Sư Gia, có tin tức gì không? Bên tổ trọng án chưa có động tĩnh gì. Chắc là bọn họ vẫn chưa tìm ra cây viết ghi âm mà anh đã nói. Không được. Bán hết đồ của tôi quy thành tiền mặt đi. Tôi cần tiền. Anh định bỏ trốn à? Không lẽ chờ thông báo sao? Tôi kêu anh làm thì làm đi. Bên trong ngoài của nhà họ Tưởng đều rà soát rồi, không tìm thấy cây viết ghi âm cô nói. Nè nè, mấy người muốn làm cái gì vậy? Mấy ngày trước chúng tôi làm rớt đồ đây, không biết có rớt vô miệng cống không? Tôi muốn hỏi là ông dọn dẹp miệng cống này có từng lượm được cái viết ghi âm không? Viết hả? Có. Mấy ngày trước tôi vừa lượm được cái viết đó. Bây giờ cái viết đó ở đâu rồi? Đương nhiên mang về phòng rác của chúng tôi rồi. Nè, ông Từ kêu tôi tìm đó, coi có phải cái viết mà hai người cần tìm không? Cái này chính là cái viết ghi âm của Tưởng Triết Hiền. À, hai người không nói tôi cũng không biết cái viết này có thể ghi âm được. Tôi chỉ thấy nó tinh tế quá. Chắc là mắc tiền lắm. Cảm ơn bà nha. Cho bà với ông Từ uống trà. Tôi với ông Từ cảm ơn hai người nha. Cảm ơn bà. Ký tên đi. Giao bảo dịp lại cho tôi. Tại sao? Trác Hạo Thiên nắm được điểm yếu của tôi. Ông có bằng chứng chứng minh tôi rửa tiền. Ông không ký thì tôi phải ngồi tù. Mày làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Không ngồi tù sao sống xứng đáng với bản thân mình được. Ông thà giữ công ty chứ không muốn giúp tôi sao?
Tao không giúp mày, tao đã giúp mày bao nhiêu lần rồi, mày có bao giờ nghe lời tao nói không? Tôi không có sao? Ông đã từng làm gì hả? Ông chỉ biết đánh tôi thôi. Bỏ độc hại tôi vẫn chưa đủ, bây giờ còn bắt tay với nó giết tôi. Ông đánh tôi được rồi, đừng có đánh má tôi. Đừng đánh nữa mà, ông chết rồi. Ông chết rồi. Tưởng Cơ Tuấn đánh chết bà của hắn, đây là bằng chứng. Chúng ta đi tìm Sếp Lạc. Sao chứ? Báo cảnh sát giùm tôi. Hả? Báo cảnh sát giùm tôi. Báo cảnh sát hả? Báo cảnh sát. Ờ, báo đường, tình khung đó báo cảnh sát. Cẩn thận đó. Dương Mãn Nguyệt và Thành Phong, tối hôm đó bà chết ở tại chỗ đó. Không lẽ họ cũng đang tìm cái giết gì không? Taxi mang biển số TB3889 lập tức tấp vào lề ngay. Nè, đứng lại đó. Đứng lại đó. Tổng đài 33, khi này đuổi theo kẻ tình nghi tới đường Quế Sương. Bây giờ không thấy dấu vết nữa, báo cáo. Cô tỉnh rồi hả? Lúc nãy cô bị xe đụng ngất xỉu. Có người bắt cảnh sát cho cô đưa cô vào đây. Đã bắt người lái xe đụng trúng tôi chưa? Tôi cũng không rõ. Tôi có bác sĩ tới để kiểm tra cho cô trước. Không cần đâu. Cô chưa thể về được đâu. Cô từng bị da đập, phải khám kỹ càng mới được. Không cần đâu, tôi thật sự không sao. Moon, cô sao rồi? Cô bị thương ở đâu không? Tại sao lại ở đây vậy? Sếp Lạc nói tôi biết, Tưởng Cơ Tuấn bị tình nghi lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy. Cô là một trong số nạn nhân đó. Anh lập tức thông báo với Sếp Lạc, Tưởng Cơ Tuấn chính là hung thủ giết ba hắn. Tôi tìm thấy cây viết ghi âm mà ông Tưởng hay mang theo, trong đó có hết bằng chứng. Tận tai tôi với Thành Phong nghe thấy, anh lập tức bắt người đi. Nhưng bây giờ cây viết đang ở đâu chứ? Hắn đụng vô xe chúng tôi rồi cướp cây viết đi rồi. Anh lập tức đuổi theo hắn đi. Nhưng đồng nghiệp bộ phận giao thông nói đuổi tới đường Quế Sương thì bị mất dấu rồi. Đường Quế Sương? Tôi không thể để cho hắn ung dung ngoài dòng pháp luật. Mua nặng, cô đi đâu vậy? Cô bình tĩnh lại trước đi. Mấy người không tìm thấy hắn, để tôi đi tìm hắn.